cá nhân có chủ quyền. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. Thông tin chi tiết về cá nhân có chủ quyền của James Dale Davidson và William Rees. Mock. Phần 2. Tổng quan. The Sovereign Individual 1997 đang xem các lĩnh vực lịch sử, công nghệ và kinh tế để dự đoán xã hội sẽ hướng tới đâu trong thế kỷ 21. James Dale Davidson và William Rees. Mót kỳ vọng rằng các công dân sẽ ngày càng giành được chủ quyền đối với cuộc sống của họ trong thời đại thông tin sắp tới, nhưng họ cũng thấy trước khả năng rối loạn chức năng xã hội. Những dự đoán sáng suốt của họ dựa trên những phân tích về các mô hình siêu chính trị đã lặp đi lặp lại. Trong lịch sử và nhiều mô hình trong số chúng đã thể hiện chính xác thế giới của chúng ta ngày nay. Phần 3. Công dân của tương lai chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng kinh tế và xã hội vĩ đại nhất trong lịch sử do sự phát triển của công nghệ thông tin chúng ta đang bước vào giai đoạn thứ tư của xã hội xã hội thông tin ba giai đoạn đầu tiên là xã hội săn bắn hái lượm nông nghiệp và công nghiệp thật vậy sự sẵn có ngày càng tăng theo cấp số nhân của thông tin và công nghệ đang nhanh chóng thay đổi mọi thứ chúng ta biết về thế giới của mình và đặt ra câu hỏi về các tiêu chuẩn lâu đời và trái ngược với những lần chuyển đổi trước đây giữa các giai đoạn của xã hội, lần chuyển đổi này sẽ không kéo dài hàng thế kỷ mà chỉ vài thập kỷ mọi người sẽ chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc đời của họ. Khi thế giới ngày càng trở nên trực tuyến hơn, chúng ta đang dần học được những điều mới về nhân loại và ý nghĩa của việc trở thành một công dân trong thế kỷ 21. Các công dân của tương lai sẽ ngày càng có nhiều chủ quyền và độc lập hơn, vì họ sẽ có thể tìm kiếm thông tin, giáo dục bản thân học các kỹ năng và phát minh ra tất cả các cách mới để kiếm tiền bằng cách kết hợp vô số kỹ năng có thể học được với chi phí thấp hoặc miễn phí mọi người sẽ tạo ra cơ hội gần như vô tận để tạo thu nhập và đạt được sự độc lập về tài chính họ sẽ không còn phải đi theo con đường sự nghiệp truyền thống chính phủ và các tập đoàn lớn sẽ không còn có thể kiểm soát dân số như họ đã từng làm thông qua tuyên truyền giáo dục tin tức thiên vị hoặc thuế cưỡng chế và quyền lực của họ sẽ giảm đi đáng kể khi các cá nhân ngày càng giành được nhiều chủ quyền hơn tất nhiên quá trình chuyển đổi không diễn ra một cách hòa bình trong cuộc cách mạng công nghiệp công nhân phẫn nộ khi bị máy móc đảm nhận công việc tương tự như vậy một số cá nhân thời hiện đại sẽ nổi dậy chống lại các công nghệ mới kỳ lạ đang cho phép các cá nhân có chủ quyền làm giàu theo cách mà họ cho là không xứng đáng tầng lớp thấp hơn những người sẽ gặp khó khăn nhất trong việc hòa nhập vào thế giới công nghệ sẽ bắt đầu phẫn nộ với tầng lớp trung lưu vì chủ quyền của họ. Phần 4. Biến số siêu chính trị Đại chính trị là nghiên cứu về toàn bộ lịch sử loài người nhằm tạo ra các mối liên hệ, rút ra những điểm tương đồng và rút ra các mô hình chính. Thông qua siêu chính trị, chúng ta có thể hiểu tại sao một số điều dường như vẫn tiếp tục xảy ra và cố gắng thoát ra khỏi những vòng luẩn quẩn đang bao trùm xã hội. Nhiều câu hỏi trong lịch sử chẳng hạn như cách thức hình thành và sụp đổ của các chính phủ và các loại thể chế mà chúng trở thành nguyên nhân và thời điểm xảy ra các cuộc chiến tranh các mô hình bùng nổ và sụp đổ kinh tế có thể được giải thích bằng cách nghiên cứu siêu chính trị chính siêu chính trị quyết định mức độ mà các cá nhân có thể sử dụng bạo lực để áp đặt ý chí của họ lên người khác bằng cách tăng hoặc giảm chi phí và lợi ích của quyền lực đây là trường hợp kể từ buổi bình minh của nền văn minh nhân loại lịch sử của xã hội loài người đã được định hình bởi bốn biến số chính trị lớn địa hình khí hậu vi khuẩn và công nghệ đầu tiên địa hình đề cập đến các đặc điểm địa lý như núi thung lũng sông và biển điều rất quan trọng trong việc xác định khu vực nào có thể sinh sống trồng trọt hoặc sử dụng để xây dựng xã hội mặc dù địa hình đóng vai trò quan trọng trong thời săn bắn hái lượm vì các đặc điểm của một khu vực quyết định liệu con người có thể tồn tại ở đó hay không nhưng tầm quan trọng của nó tăng vọt khi mọi người định cư và bắt đầu làm nông nghiệp. Xét cho cùng, nông nghiệp là thứ đã gieo mầm cho nền văn minh và dần dần dẫn đến việc tạo ra các thị trấn, thành phố, vương quốc, quân đội và chiến tranh. Đây là lần đầu tiên con người bắt đầu gọi những mảnh đất là của mình, phân định tài sản riêng của họ và đây là thứ đã tạo ra vốn tĩnh. Đối với những người không có nó, bạo lực là cách để có được nó. Thứ hai, khi nói đến khí hậu khi có một thay đổi nhỏ xã hội cũng bị ảnh hưởng ví dụ sự thay đổi nhiệt độ ảnh hưởng đến loại cây trồng nào có thể được trồng và thời điểm thu hoạch điều này gây ra tác động dây chuyền của biến động giá nông sản mất ổn định việc làm và rắc rối kinh tế tất cả những điều này có thể dẫn đến tình trạng bất ổn dân sự thứ ba vi khuẩn đã đóng một vai trò quan trọng khi bệnh tật phát sinh và định hình tiến trình của loài người một số vi khuẩn đã được đưa từ những người thực dân châu âu đến châu mỹ và tàn phá những người mỹ bản địa những người trước đây không tiếp xúc với những vi khuẩn đó và do đó không có khả năng miễn dịch thứ tư trong vài thế kỷ qua những tiến bộ công nghệ đã chiếm phần lớn các thay đổi lớn về chính trị tiến về phía trước quy mô của các xã hội sẽ giảm đi khi mọi người tiếp cận tốt hơn với thông tin công nghệ và vũ khí Mọi người hoặc các nhóm sẽ có thể giành được chủ quyền cá nhân và tự quản lý lợi ích của họ. Phần 5. Song song giữa chính trị và tôn giáo. Năm thế kỷ trước, sự ra đời của chủ nghĩa công nghiệp đã mở ra kỷ nguyên chính trị. Bây giờ, nó đang hấp hối, có một sự đẩy lùi toàn cầu chống lại chính trị và những người tham gia vào nó. Ngay cả khi nó có vẻ giống như một trò đùa hoặc một dự đoán quá lạc quan, thì cuộc cách mạng thông tin có khả năng dẫn đến sự sụp đổ của chính trị khái niệm cho rằng cuộc sống có thể tiếp diễn mà không cần chính trị có vẻ vô lý giống như khẳng định rằng con người có thể tồn tại chỉ bằng cách hít chất dinh dưỡng từ không khí tuy nhiên chính trị theo nghĩa đương đại được định nghĩa là nỗi ám ảnh với việc quản lý và biện minh cho cơ quan quyền lực nhà nước và quyền lực của chính phủ hầu hết là một cấu trúc gần đây nó sinh ra cùng với thời hiện đại và sẽ chết cùng với nó cũng giống như chế độ phong kiến sinh ra và chết đi trong thời phong kiến thế giới đương đại phát sinh giữa sự hỗn loạn của công nghệ mới ý tưởng mới và mùi thuốc súng vũ khí thuốc súng và phương tiện vận chuyển nhanh hơn đã làm suy yếu xương sống quân sự của chế độ phong kiến và khiến toàn bộ quân đội trở nên vô nghĩa hiệp sĩ được đào tạo bài bản nhất cũng không phải là đối thủ của bất kỳ nông dân nào có súng đồng thời sự thối nát của giáo hội mà sự lãnh đạo của nó đã bị một xã hội coi thường bởi một xã hội trớ trêu thay tôn giáo là trung tâm của mọi thứ, đã bị vạch trần. Điều này được tạo điều kiện bởi sự phát minh ra máy in, việc phổ biến chữ viết giúp người dân tự giáo dục và nhận ra những tác hại mà các tổ chức tôn giáo đang thực sự gây ra. Điều trớ trêu này cũng tương tự trong thế giới hiện đại nơi mà mọi nơi chúng ta đều thấy sự ghê tởm của mọi người đối với các chính trị gia và quan chức trong một thế giới mà chính trị là trung tâm của mọi thứ càng nhiều người nhận thức được nghịch lý này thì chính trị sẽ càng bị tụt hậu trong xã hội ngày nay giống như tôn giáo đã làm từ nhiều thế kỷ trước rất ít người bắt đầu nghĩ về sự không tương thích giữa một số thể chế của chính phủ công nghiệp và siêu chính trị của xã hội hậu công nghiệp cho dù những mâu thuẫn này có được công khai thừa nhận hay không thì hậu quả của chúng sẽ trở nên rõ ràng hơn khi các trường hợp thất bại chính trị tích tụ trên toàn cầu. Các thể chế quản trị thời hiện đại phản ánh các hoàn cảnh chính trị lớn dẫn đến sự thăng trầm của các xã hội trong suốt lịch sử loài người. Như vậy, thời đại thông tin đòi hỏi phải phát triển các hệ thống đại diện và quản trị mới nếu nó muốn ngăn chặn tình trạng rối loạn chức năng lan rộng và cuối cùng là sự sụp đổ xã hội. Phần 6 thay đổi bối cảnh kinh doanh quá trình chuyển đổi sang xã hội thông tin và những thay đổi quan trọng đối với động lực siêu chính trị sẽ thay đổi cách thế giới và đặc biệt là hoạt động kinh doanh vận hành mãi mãi những động cơ kinh tế do công nghệ vi mô tạo ra sẽ khác rất nhiều so với những động cơ trong thời kỳ công nghiệp vì một số lý do thứ nhất hàm lượng tài nguyên thiên nhiên của công nghệ thông tin là không đáng kể phần lớn công nghệ thông tin là rất di động bởi vì nó có thể hoạt động ở bất kỳ vị trí nào, công nghệ thông tin thúc đẩy tính lưu động của ý tưởng, con người và vốn. Thứ hai, công nghệ thông tin làm giảm quy mô hoặc quy mô cần thiết để một doanh nghiệp có thể hoạt động, điều này dẫn đến quy mô kinh doanh thấp hơn, tạo điều kiện cho nhiều đối thủ cạnh tranh hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thứ ba, công nghệ thông tin làm giảm chi phí vốn Điều này cũng giúp tăng khả năng cạnh tranh bằng cách khuyến khích tinh thần kinh doanh và cho phép nhiều cá nhân làm việc độc lập hơn. Thứ tư, vì xử lý làm cho đầu ra được cá nhân hóa hơn. Trước đây, công việc được chuẩn hóa bởi công nghệ công nghiệp và bất kỳ người nào sử dụng cùng một công cụ sẽ nhận được kết quả như nhau. Giờ đây, công nghệ vi mô đã bắt đầu thay thế các công nghệ ngu ngốc bằng các công nghệ phức tạp hơn có khả năng tạo ra các kết quả vô cùng đa dạng. Phần 7. Ngoài địa phương không gian mạng vượt qua địa lý nó đòi hỏi phải trao đổi dữ liệu tức thời ở mọi nơi và mọi nơi cho đến rất gần đây những hạn chế trong phương thức liên lạc và vận chuyển đã hạn chế rất nhiều phạm vi thương mại và tất cả các hoạt động khác của con người không còn nữa nền kinh tế thông tin đang phát triển được xây dựng trên các mạng kết nối và liên kết lại hàng triệu người dùng tầm quan trọng của nó bắt nguồn từ những cơ hội vô tận xuất hiện do kết quả của những mối liên kết này những gì internet cung cấp là lời hứa về một lĩnh vực xã hội toàn cầu mới trong đó bất kỳ ai ở bất kỳ đâu đều có thể tự do truyền đạt niềm tin của mình cho phần còn lại của nhân loại có một lời hứa về tự do trí tuệ và kinh tế trong các phương tiện truyền thông mới này có thể có sức mạnh gây bất ổn cho tất cả các chế độ độc tài trên hành tinh không gian mạng khác biệt với các lĩnh vực vật lý thông thường của nông nghiệp và công nghiệp tuy nhiên mặc dù nó có vẻ giống như một không gian ảo tưởng tượng nhưng thực tế nó rất thực, hoặc ít nhất là những tác động của nó. Việc trao đổi kiến thức nhanh chóng sẽ giải thể các tổ chức lớn ở một mức độ lớn hơn rất nhiều so với nhận thức của nhiều người. Nó sẽ thay đổi cơ bản thông tin và chi phí giao dịch chi phối cách thức tổ chức của các công ty và hoạt động của nền kinh tế. James Dale Davidson và William Rees móc dự đoán bốn thay đổi lớn. Đầu tiên, Internet sẽ trở thành mạng không dây và kết nối bằng cáp sẽ sớm trở nên lỗi thời. Điều này sẽ tạo điều kiện giao tiếp tức thời hơn nữa. Thứ hai, việc tiến hành kinh doanh quốc tế sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, trong khi trước đây đó là nhiệm vụ chỉ những tập đoàn lớn mới có thể thực hiện với rất nhiều nỗ lực. Thứ ba, sẽ có sự gia tăng của doanh nghiệp tự do cá nhân, vì internet giúp hầu hết mọi người có thể bắt đầu kinh doanh và tham gia vào nền kinh tế, bất kể họ ở đâu về mặt địa lý. Thứ tư, Tin tức và phương tiện truyền thông sẽ trở nên phù hợp với từng cá nhân và mọi người sẽ có thể lựa chọn từ các nguồn phương tiện truyền thông khác nhau phù hợp với họ, trái ngược với việc mọi người đều được cung cấp cùng một thông tin thông qua phương tiện truyền thông do chính phủ kiểm soát. Tất cả những yếu tố này và nhiều yếu tố khác đều chỉ ra một điều chính, đó là sự phân quyền và sự trỗi dậy của chủ quyền cá nhân đi kèm với việc các chính phủ sắp mất quyền lực đối với mọi khía cạnh của cuộc sống người dân. Phần số 8 tái phân bổ của cải và quyền lực. Thời đại thông tin không chỉ đòi hỏi sự gia tăng trong việc sử dụng các máy tính phức tạp. Nó kéo theo sự thay đổi trong lối sống, tổ chức và phân bổ nguồn lực, bởi vì chính phủ vai trò của nó trong việc điều tiết các nguồn lực sẽ giảm đi đáng kể. Một cấu trúc của cải mới sẽ xuất hiện, không có sự trung gian cưỡng bức của nhà nước đã xác định thế kỷ 20. Hơn nữa, vì địa phương ít quan trọng hơn trong xã hội thông tin, tất cả các tổ chức hoạt động bên trong thay vì bên ngoài ranh giới địa lý sẽ đóng một vai trò nhỏ hơn trong tương lai các chính trị gia vận động hành lang liên đoàn lao động và bất kỳ ai khác đã sử dụng địa phương để làm lợi cho họ chắc chắn sẽ mất rất nhiều quyền lực sự thay đổi quyền lực này sẽ đi kèm với sự phân phối lại của cải tiền kiếm được từ tư nhân trước đây phải tuân theo các quy định và đánh thuế của nhà nước sẽ ngày càng được giữ lại bởi những cá nhân tạo ra nó ngày càng nhiều tiền và của cải sẽ rơi vào tay thế giới các doanh nhân và nhà đầu tư mạo hiểm có năng lực và tài năng nhất toàn cầu hóa trong số các khía cạnh khác của nền kinh tế thông tin sẽ tiếp tục tăng vọt thu nhập của những người có tay nghề cao nhất trong mỗi lĩnh vực điều này sẽ làm cho việc phân bổ khả năng kiếm tiền trong toàn bộ nền kinh tế toàn cầu phản ánh cách nó được phân bổ ngày nay trong các ngành nghề biểu diễn như thể thao và âm nhạc nơi những người giỏi nhất có thể tạo ra khối lượng tài sản khổng lồ và những người làm tốt sẽ bị lu mờ đi. Các cá nhân có chủ quyền sẽ là những người nhận ra sự thay đổi này và nỗ lực nâng cao kỹ năng của họ để cạnh tranh trên thị trường hoặc kết hợp các kỹ năng khác nhau của họ để tạo ra những ngóc ngách mới để vượt trội. Phần 9. Rắc rối trên đường chân trời. Thời đại hiện đại có thể đã kết thúc. Các thể chế chính và các quốc gia dân tộc của nó tiếp tục tồn tại nhưng họ làm như vậy trên một nền tảng run rẩy mong đợi một phản ứng dữ dội khi chiếc giày kia rơi xuống và các quốc gia tan vỡ những gì chúng ta biết về lịch sử chỉ ra rằng tất cả những thay đổi sẽ không được hoan nghênh một cách hợp lý và hòa bình sẽ có một cuộc khủng hoảng do quá trình chuyển đổi đòi hỏi một sự thay đổi sâu sắc trong suy nghĩ một tầm nhìn mới về cộng đồng vượt lên trên chủ nghĩa dân tộc và nhà nước dân tộc mà không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận những người bị mắc kẹt trong quá trình chuyển đổi sẽ không từ bỏ quyền lực của mình một cách nhẹ nhàng và những người đang dựa vào các hệ thống đã được thiết lập để kiếm sống sẽ không chứng kiến sinh kế của họ suy giảm mà không đấu tranh khi mọi thứ diễn ra theo đúng lộ trình của nó sự thay đổi trong các hoàn cảnh siêu chính trị do công nghệ thông tin mang lại sẽ dẫn đến những biến động đáng kể về thể chế quốc gia quyền lực tập trung của s chắc chắn sẽ bị phá vỡ tư nhân hóa và bán đi Việc tư nhân hóa và thương mại hóa chủ quyền này, giống như bất kỳ sự thay đổi thể chế thực sự sâu sắc nào, sẽ châm ngòi cho một cuộc cách mạng về cách thế giới được nhìn nhận và trải nghiệm. Thời đại thông tin sẽ tạo ra sự gián đoạn một sự đứt đoạn rõ rệt với các thể chế và nhận thức trước đó. Và những biến đổi như vậy hiếm khi diễn ra từ từ, tuyến tính hoặc hòa bình. Phần 10. Xa rời dân chủ các hệ thống dân chủ và chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn đối lập nhau trong xã hội công nghiệp tuy nhiên khi nhìn từ quan điểm siêu chính trị vì chúng có nhiều khả năng được nhìn nhận từ quan điểm của thời đại thông tin hai chế độ có nhiều điểm tương đồng hơn bạn có thể nghi ngờ các chế độ dân chủ như chủ nghĩa xã hội nhà nước chi nhiều tiền để hỗ trợ một cơ sở quân sự mạnh cả hai đều chuyển hướng một lượng lớn cua cải và tài nguyên trở lại sự kiểm soát của nhà nước có thể cho rằng chế độ dân chủ kiểm soát nhiều tài nguyên hơn bởi vì nó phù hợp với quyền sở hữu tư nhân và hoạt động tư bản chủ nghĩa nên dân chủ lớn hơn chủ nghĩa xã hội nhà nước như một công thức để làm giàu cho nhà nước nhưng ngày nay điều này không còn đúng nữa dân chủ không phải là lựa chọn tốt nhất để tạo ra của cải một số đặc điểm của nó cản trở điều đó các chính sách tài khoá sai lầm thuế cao và chi tiêu nhiều tiền của chính phủ là tất cả những thứ cản trở sự giàu có được tích lũy Cùng với đó, các quan chức chính phủ và các nhà lập pháp được trả số tiền như nhau cho dù họ làm một công việc tuyệt vời hay tồi tệ. Những người được tuyển dụng trên cơ sở dân chủ và đại diện sẽ không bao giờ làm tốt công việc bằng những người được tuyển dụng dựa trên trình độ và kỹ năng của họ. Những người giàu có trong tương lai sẽ không phải là những người làm việc trong các tổ chức hay tập đoàn, mà là những nhà thầu độc lập tận dụng những gì họ có thể làm tốt nhất. Phần 11 khủng hoảng đối thoại và những gì bạn có thể làm khi những trở ngại đối với việc truyền thông tin đã giảm đi thì có nhiều trở ngại hơn đó là một điều tích cực tuy nhiên công nghệ hiện đại giúp giải phóng kiến thức khỏi những hạn chế về chính trị thời gian và không gian có xu hướng làm tăng sự phổ biến của lối phán đoán lỗi thời có ba nguyên nhân cho việc này đối với những người mới bắt đầu sự phong phú của thông tin hiện có thể truy cập đặt ưu tiên cho sự ngắn gọn những gì không quen thuộc được bỏ qua thông qua viết tắt thật không may sự ngắn gọn thường cung cấp một cơ sở không chắc chắn để hiểu thứ hai công nghệ phát triển nhanh chóng nhấn mạnh giá trị của các quan điểm rộng rãi trong khi làm giảm giá trị của các sự kiện đơn lẻ mà gần như bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể dễ dàng truy cập thứ ba tình trạng bộ tộc hóa ngày càng gia tăng trong cuộc sống của chúng ta đã cản trở đối thoại và thậm chí cả suy nghĩ kết quả là nhiều cá nhân đã phát triển thói quen từ chối chấp nhận các kết luận hiển nhiên từ thông tin mà họ sử dụng họ không quan tâm đến những ý kiến khó chịu không có lợi hoặc không đúng về mặt chính trị những lý do này cho thấy rõ ràng rằng thời đại thông tin vẫn chưa nhường chỗ cho thời đại hiểu biết ngược lại chất lượng đối thoại công khai giảm sút trầm trọng thế giới hiện có thể biết nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử nhưng thực tế không còn tiếng nói công khai nào để giải thích các sự kiện và khẳng định điều gì là đúng xét cho cùng với tư cách cá nhân bạn có thể thực hiện những bước nào để đạt được chủ quyền điều tốt nhất bạn có thể làm lúc này là chia sâu vào một kỹ năng tốt nhất là liên quan đến công nghệ bạn càng giỏi một thứ gì đó bạn càng dễ dàng giải quyết vấn đề của mọi người và tạo ra thu nhập khi thời đại thông tin mở ra những vấn đề chưa từng thấy trước đây sẽ xuất hiện trái và phải hãy cảnh giác và cố gắng tận dụng để giải quyết những vấn đề này những doanh nhân hàng đầu trong tương lai sẽ là những người phát hiện ra vấn đề nhanh nhất và giải quyết chúng hiệu quả nhất hơn nữa bạn có thể kiếm lợi từ tính không biên giới của toàn cầu hóa bằng cách thay đổi nơi cư trú của mình tùy theo những gì phù hợp với giá trị lối sống và công việc kinh doanh của bạn Đừng lãng phí thời gian để chuyển tiền tiết kiệm của bạn sang một quốc gia khác cung cấp các khoản giảm thuế và thiên đường. Phần 12. Phong cách của tác giả James Le Davidson và William Rees mốt có phong cách viết hơi phức tạp, vì vậy The Sovereign Individual không phải là một cuốn sách dễ đọc. Đôi khi họ sử dụng từ vựng phức tạp không cần thiết, điều này có thể khiến người đọc không hiểu được trọng tâm ý tưởng của họ và ý tưởng của họ rất phức tạp ngay cả trong những thuật ngữ đơn giản. Cuốn sách kết thúc với một phần ghi chú mở rộng. Phần 13. Góc nhìn của các tác giả. James Dale Davidson là một tác giả và nhà đầu tư người Mỹ. Mặc dù đã viết nhiều sách về phân tích kinh tế, nhưng ông chưa bao giờ nhận được bằng đại học chính quy về chủ đề này. Ông đã được công nhận vì đã thấy trước cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn ở Hoa Kỳ. William Reese. Mark 1928-2012 là biên tập viên của The Times of London từ năm 1967 đến 1981. Chủ quyền cá nhân không phải là cuốn sách đầu tiên của họ dự đoán các sự kiện sắp tới nhưng cuốn sách trước của họ. Black Interest mươi 1987 và The Red Red mươi 1991 đã dự đoán các sự kiện đáng chú ý như vụ sụp đổ phố vuông năm 1987 sự sụp đổ của liên xô và nam tư nội chiến. Phần 14. đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về cá nhân có chủ quyền của James Dale Davidson và William rees Mott. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm.